Vâng, chào mừng các bạn đến với kênh Titan Việt Nam. Hôm nay mình sẽ cho các bạn xem mình đã sử dụng bao nhiêu cái thiết bị âm thanh từ 2013. Bắt đầu là 2014, đầu là 2014 đây. Các bạn xem nha. Lượng hình rất là nhiều nha các bạn. Đây là một cái kỷ niệm. Một cái kỷ niệm trên đó là trên cái Zalo nha. Rất là nhiều mà dùng rất là nhiều. Ngày trước đó là mình là chuyên sửa điện tử nha mọi người. Chuyên sửa điện tử năm 2014 tháng 5. Nhưng mình làm điện tử 2003. Đầu tiên là 2004. 2014 là mình sử dụng chuyển qua những thiết bị âm thanh nội địa sửa luôn rất là nhiều sản phẩm nha. Hầu như là trên thị trường có cái gì là mình đã sử dụng cái đó nha mọi người, rất là đam mê. 2014 là mình đã chơi men China effect ngoài rất là nhiều. Mình xem hết nha, rất là dài nha mọi người. Lúc mà mình vừa bán vừa đi show mọi người nhìn đây, sửa đờn, nói chung là sửa tá lả hết, dọc phá mà đam mê mà. Mọi người xem mixer là show rap, đam mê, rất là đam mê mấy con này, nó bền đây mọi người xem ha. Rồi làm những bản đồ, làm những bảng đèn LED nè. Lúc đây là 2014 là đã sử dụng mix show thứ 4 rồi, người thấy chưa? Vừa bán vừa đi show cũng vui. Bắt đầu kéo này cho nhanh ha. 2014. Mọi người nhìn nha, xem nha. Có rất là nhiều sản phẩm. Hầu như là những cái loại nào mình cũng sử dụng. Acly 110 còn làm ở Gia Lòng. Nói chung là rất là đam mê mọi người. 2014 mà mình không biết mình đã sử dụng bao nhiêu cái thiết bị mà cho mọi người. Lúc 2015 là mình đã chuyển qua 260 BA 260 mọi người. Mấy con con làm X300 thôi nhé. Rồi lúc này là mình đã 2015 rồi, đã sử dụng digital này 260 FS đó thì con Electronic màu anh, con đó thì rất là sẽ rất là lâu nha mọi người. Đam mê thì đừng có nói tới nữa. Lúc đó đi show có cái đầu đĩa dễ thương DH3006, âm thanh rất là chuẩn, karaoke rất là ok nha. 2015 rồi nè. Cái này thì em có cái kỷ niệm rất là dài nha em ơi. Đây 2015 của mình. Này cũng đi du lịch mình mà Phú Quốc. Lúc này vẫn từ 2014 2015 tới 2016 á sử dụng đa số là con ở cung ngoài là màu qua. Lúc đó mình cũng kinh doanh những cái đồng bot rất là nhiều. Mấy loại lắc condo lúc đó là rất là ok. Có rất là nhiều anh em sử dụng hiện tại bây giờ không có biết cái quá khứ những thiết bị đó, chuyển qua digital luôn. Đam mê, những cái này là đam mê tối ngày là tải về câu không lúc đó. Tìm hiểu
mọi người mà sử dụng nó lúc này là con men này bán rất là được, lát đê nó không hình hành, đánh rất là tốt, tiếng rất là sạch. Những con này là có sử dụng hết rồi mọi người. BTL lúc này con là 2016 rồi, con này ra đời nè, Đa Lát mà 30.000 á, rất là đam mê. À lúc này là mình mở mua cái cặp súp OHM 2016 rồi mọi người, mà lo luôn, súp vỏ luôn mọi người, nó rất hiệu quả nha. Rồi lúc này 2016 đã chuyển qua đam mê mấy cái con giống như là con Medicimagic á, sắp hình này kia rồi, rất đã nha. Lúc này muốn bỏ ở 2690 à, 260. À lúc này là con xài con Simachit à. Đó, con Simachit à mọi người. 2016. Bắt đầu lúc này chuyển qua dân số rồi mọi người, 2016 là bắt đầu sử dụng dân số, bán dân số rồi. Bỏ những thiết bị kia hết rồi. Nhân số hát rất là nhẹ, hát ít thú à, mấy cái men này là mọi người hiểu không? 2016 là mình đã chuyên sở hữu đầu tiên những cái men này, mình bãi bán rất là chạy à, Simachit FS dẫn FS là TC Electronic nha. Mà men này khỏi bán tụ 200W, nguồn chạy 7.6-7, đánh lắp TD đánh súp rất căng, hiện tại vẫn hot. Lúc đó mình có về một lô này nè, dạ mình súp kép, rồi súp kép xịn sò luôn, hàng này hàng xịn. Tem 2016 mình nó về một công với chung với men này nè, mọi người cũng rất là ok luôn. À thấy chưa, những kỷ niệm qua rồi mình sẽ nhanh ha, tủ máy đi này, mọi người con 4 kênh nè. Gin cũng không nặng lắm, 2 cục tăng phô và 1 cục sung, đi không có mixer mọi người. Sử dụng con lúc này sử dụng con FS ngoài là TC Electronic M2000, mình bán dân số và sử dụng những con đó. Mọi người xem kỹ, đây là mình sử dụng rất là nhiều loại M2000 2016. À những con men này mọi người, smart, mười mấy con này rất là ok luôn. Nó nhẹ hiệu 6kg à, đánh căng. Lúc mà chuyển qua lát TD này rất là nhiều nữa. À mixer này lấy về bán. Những thiết bị này mình sử dụng qua hết. Lúc này bắt đầu chuyển qua CF. Lúc đi show này mọi người rất là gọn luôn, 2 cục men bỏ ngoài laptop và tủ máy. Xài MacBook lúc này cũng sung lắm. 2017 đi làm cho mobile phone. Bắt đầu những lúc này vết ngang rồi mọi người. Vết ngang này là mình đặt tên. Mình đặt tên lúc đó mình là bán luôn đó mọi người.
con DSP này, Pro này là mình đặt. Rồi lúc đó bỏ bán con dân FS ngoài, bỏ cái con dân số Z1000 giờ làm FS, là lấy tiếng mid nó hát rất là nhẹ mọi người. Làm vừa thấy gian nan lắm chứ. Đó là mình có cái serum, có cái serum nhỏ trung thanh mà sẽ nó sẽ ép cho mọi người. Có cái serum, mình có cái serum mà mình không có đi ít đi show lại đó. Làm sau cuối năm là nhiều lắm, niệm nhiều. Bán men 1U rồi đúng rồi, rất là nhiều, 2018. Cái triển lãm nè mọi người. Kỷ niệm rất là nhiều. Wow. Này là lo, này là lo nên sò Pháp mọi người. Lúc này đi làm ở Hà Nội, Hải Dương nè mọi người. À, đi triển lãm. Chưa chưa. Rồi lúc này mấy anh em Hùng làm một cái solo mở thành phố Bạc Liêu. Ok. Những kỷ niệm này không bao giờ quên được mọi người, nó bị khai trương. Khai trương lúc này là Bạc Liêu. Nó hoành tráng nha mọi người. Mình có gì là hai cái serum, một serum Hùng, một serum ở nhà. Rồi đi triển lãm, tất cả triển lãm lần nào mình cũng đi hết nha mọi người. À, lúc này đi đi làm ở Hải Dương rồi. Ray để eco tip. Anh Hồng. Spa anh em rất vui nha. Về làm tiếp tục. 2017, 2018 là bán mấy này nhiều lắm mọi người. Càng ngày đồ càng đã đúng không? Lúc này là sử dụng smart rồi nha. Đèn cảm biến. Chiếc lạp tiếp tục. À, đặc biệt lúc này là mình đặt mic thì mình tự đặt mình bệnh về luôn rồi mọi. Thương hiệu của mình này hiện tại rất là sẽ bền nha. Hiện tại rất là sử dụng, còn sử dụng. Lúc mình làm phân tầng làm lo titan rồi đó mọi người. Bắt đầu á, chuẩn bị làm lo titan rồi nè. Rồi có lo thì làm lo titan rồi. Lúc này là làm rồi đó. Lúc này mình về dưới đây mình không làm Bạc Liêu nữa. Ngày 19 triển lãm.
hỗ trợ luôn. Những thiết bị này mình, con sản phẩm này mình có thể sử dụng hết. Mọi người thấy nó một cái gian nan rất là dài không? Mỗi năm là mỗi khác. Lúc này dọn qua 2019 là tháng 10. Dọn qua hai cái nhà chính thức. Hiện tại làm ở luôn mọi người. Chuẩn bị mở một cái cửa hàng thứ hai để mình quảng cáo sản phẩm mọi người. Đây là một bộ sàn cho anh em 2020. Mình có làm smart home đó mọi người. Mà nhưng mình thấy nó nhiều quá, mình tập trung vào lo titan. Lúc trước bán hoàn toàn rất là nhiều nha mọi người, nhưng thời gian mình không làm kịp, mình bỏ qua. Phân tận theo các loại lo, mình đặt lo nào thì mình làm lo đó. Mọi người nhớ cái súp hồi nãy không? OHM nó đây. Mình copy ra cái mẫu OHM đây. Làm KTV. Bắt đầu diễn qua F72. Mỗi năm mọi người thấy mỗi năm là mỗi khác đúng không? Người xem từ đầu tới cuối mọi người hiểu liền. Mình muốn sử dụng được, hiểu được thiết bị là mình phải sử dụng qua nó. Nên rất là nhiều người hỏi mình thiết bị nào mình cũng đã sử dụng qua rồi. Mọi người cứ hỏi thoải mái, mình biết thì mình chỉ cho mọi người thôi. Mình sử dụng S90. Đây là một cái KTV. Gôn nó trần đề, sóc trăng. Quá nó rất là đắt hiện tại mọi người. Dịch dừng hoạt động rồi. Những comment này rất là ok luôn. Chúng mình hiện tại thì 2021 thì mọi người cũng biết rồi. Những sản phẩm nó gần đây nhất đúng không? Bắt đầu 2000 tháng 3 là mình đã sử dụng củ loa PDO. Ký hợp đồng sử dụng củ loa PDO hết rồi mọi người. Những mẫu cao là loa PDO đó hết. Đổi không chép luôn. Tại vì không chép kia rất là nhiều người là copy. Mình đổi luôn. Những cụ PLO PLO rất là bền. Hiện tại mình mấy cụ PLO mình cung cấp nhiều lắm. Những người mà anh em bạn bè mà vào cái Facebook của mình là thấy liền. Thế là mọi người mà cần thiết bị âm thanh, mọi người cứ liên hệ cho mình. Da đen.
6 à. 51. Gần đây nhất là mình dịch mình nghĩ. Ok. Tới giờ hết rồi mọi người. Vâng.